12 giờ trưa rồi và Khương vừa hôm nay Khương vừa đi làm, Khương vừa về nhà để ăn cơm trưa. Và bữa trước á Khương vừa có làm một cái thí nghiệm rất là thú vị á, là Khương vừa trời đang đứng bóng á, nắng khoảng ba mấy 40 độ á, và Khương vừa đi lấy trứng gà, Khương vừa để ngoài sân. Sau để một hồi 10 phút á thì trứng gà nó chín. Đó, cái Khương giờ ăn trứng gà chín mà nắng, nhiệt độ nắng á, để nóng á, thì trứng gà rất là ngon. Và hôm nay Khương vừa quyết định là Khương vừa cũng thèm trứng gà, bây giờ Khương vừa sẽ ra đi qua ngoài chuồng gà, Khương vừa bắt, Khương vừa sẽ dùng cái gỗ này sẽ lấy vài trứng để Khương vừa để vô trời nắng và canh 10 phút sẽ thấy cái điều bất ngờ xảy ra cho quý vị theo dõi nha, quý vị theo Khương vừa nha. Hay lắm, trời nắng mà trứng gà mình nó tự động chín luôn. Đây là chuồng gà của nhà Khương vừa. Đây, mỗi ổ mình nên lấy gà này mình nuôi trứng để mình ăn không à, chứ không có để đẻ. Mà ổ mình lấy đều đi. Lấy ổ lấy 2 trứng đi. 2 trứng mới đẻ. Đó. Thôi thằng cái con này nó đẻ nhiều hơn, mình lấy nhiều hơn xíu đi. Đó. 8 trứng đi. 8 trứng là ăn một mình ăn 8 trứng là ngon rồi. Đây là trứng gà nuôi nhà không ăn ngon lắm quý vị các bạn. Cái này chiên ăn cũng được, luộc ăn cũng được, nhưng mà Khương vừa không thích ăn điều đó. Tại Khương vừa muốn thích làm cái gì mà nó thí nghiệm á. Đó, Khương vừa sẽ bây giờ Khương vừa sẽ 1 2 3 4 để trên tấm thiết này nè, và nó sẽ nắng lên thì nó sẽ chín đều. Đó, Khương vừa có 8 trứng. Khương vừa sẽ ăn 6 trứng và cho em Khương vừa là 2 trứng thôi. Nó quay nó khỏe hơn Khương vừa, cho nó ăn 2 trứng thôi, Khương vừa sẽ ăn 6 trứng. Mình ăn trứng nhiều quá không tốt, thôi chắc mình ăn 4 trứng thôi. Còn 2 trứng để chiều mình ăn tiếp. Đó, bây giờ Khương vừa sẽ đi. Khương vừa sẽ canh 10 phút, Khương vừa sẽ trở lại và Khương vừa sẽ quý vị khán giả hãy chờ đợi cái điều bất ngờ xảy ra nha. Đó, mình sẽ có một bữa đại tiệc trứng rất là ngon. Nói thì mọi người không tin đâu, nhưng mọi người hãy đợi Khương vừa 10 phút nha. Đó, qua bên thằng em này chơi. Đó. Tôm không? Tôm này ngon quá nhỉ. Tôm này đi phơi khô ngon lắm nè. Trời nắng này đi phơi. Không có mấy chứ biết không? Bỏ đá gì chưa? Bỏ vô đi. Vườn bán nướng. Không có ở đây. Ở đây không ngoài bán thịt nướng luôn. Đây là bạn không bán tôm. Đó. Khương vừa thì hôm nay thôi, hôm nay không ăn tôm. Hôm nay không ăn tôm, ăn trứng gà. Nữa hả? Không bán tôm nè. Anh chỉ lại nói chuyện với em 10 phút thôi, 10 phút mình sẽ bán món trứng gà rất là ngon. Mình sẽ đãi em bữa nay ăn trứng gà không? Biết trời nay bữa nay em đi bán tôm mà em thấy trời nóng không? Nắng không? Trời nắng gần 40 độ luôn á. Mà cái trứng á, trứng mà mình bỏ ngoài trời á, để em để một hồi, em để 10 phút. 10 phút là nó có lòng đào luôn. Nó nóng khiếp luôn, chín đã luôn. Hôm qua em để thử 2 trứng mà. Thiệt. Không tin em để canh đợi xíu đi biết. Cắm rồi. Gỗ đựng lụm trứng gà. Gỗ đựng trứng gà. Bây giờ Khương vừa phải đợi 10 phút đó để quý vị khán giả xem cái điều bất ngờ sẽ xảy ra nha. Một con tôm này bự quá. Sau 10 phút trứng gà nó sẽ chín.
Vợ lột cam ăn hay vậy? Bữa nào nó cũng ăn cơm. Hai vợ chồng chảnh chó rồi. Hai ngày nào ăn cơm. Em mua cho nó thịt bò gân mà loại mà tốt nhất luôn mà nó không chịu. Bữa nào nó cũng đòi ăn cơm. Xong rồi em cho ba ăn đi rồi cho nó ăn chị. Anh ăn thì anh qua điện cho nó ăn, cho anh ăn cho nó ăn lấy cái liếc nữa nó thành con tôm luôn. Hai đây thịt là bò. Hai vợ chồng giàu có nhất Việt Nam ăn tôm biết mà ngán. Thịt bò mà lộ mà thịt bò mà lộ mà ăn mà tối ngủ mát mà nó không chịu á. Dạ. Mát quá không chịu vậy. Ừ. Nó bán nhiêu quá hả? Ừ, bán nhiêu giao nhà hàng đó. Bà kêu bây giờ 10 triệu. Nhà hàng ở đâu? Nhà hàng ở Mỹ Sơn. Mỹ Sinh với huyện Bình Chánh. À. Đập đá đi. Bà kéo bên nhà hàng. Đập đá đi, anh thích nhất là em đập đá đó. Bữa nào em đập đá. Còn Phong là ngày nào nó cũng đập đá cho nó là đập đá trước mặt vợ nó luôn. Bữa nào em đập đá. Đập cần ăn cái nhiều đó. Ngày nó đập đá biết gì. Đó. Con nhiều con tôm này được không? Được. Tôm có ai vậy? Tình đó là từ giờ một tí còn như mùa đấy luôn. Con lấy mấy con chuyện nước được không? Được. Sao nó được mẹ đi. Mình đá hút thuốc gì á. Mình đá còn hút thuốc, mình đá là quá phê còn hút thuốc nữa. Đập phá là đập đá là đô nặng. Dạ. Đó quý vị các bạn thân mến, hiện tại Xuân Dừa đang đưa tin cho trình 60 giây và hiện tại Xuân Dừa đang phát hiện một thanh niên đập đá. Anh đập đá trước nhà của đứa trước mặt vợ của mình luôn và vợ nhiều lần ngăn cản khuyên ngăn cho anh không nghe, ngày nào cũng đập đó. Đây quý vị, đây là chân dung của thanh niên đập đá. Anh ơi, anh đập đá gì có ích lợi gì không anh? Mỗi ngày đập mấy cây? Mỗi ngày đập một bao vậy nè. Vậy hả? Rồi vợ anh có ý kiến gì không? Không, nó nói đập đá tốt cho sức khỏe và phát triển của trẻ sơ sinh. Ồ vậy à? Vợ anh khác người đó ha. Anh đập không? Thôi em không có chơi cái môn này anh ơi. Làm bị phát đi. Dạ thôi. Đập cái này là... Em không chơi này. Em phát triển chiều cao. Em là mạnh lành mạnh lắm. Em không có... Này là tăng chuột phải không? Ừ đang. Ai mà yếu yếu lại đập cái là về nghỉ mấy ngày á. Có bữa nào đập vô tay không? Không anh. Bị quại vô. Mệt lắm anh. Đó, quý vị thấy tác hại của việc đập đá không? Sau khi mà anh đập một hồi thì anh đã mệt, đã đầu phê đó. Mặt mày chóng váng. Nên qua cái clip này thì Thiên Dừa hy vọng là tất cả thanh niên mình hãy bỏ việc đập đá, mình có được đá nữa. Mình chỉ uống nước đá được rồi. Uống đá thì tốt, có khỏe hơn. Đừng có đập đá. Thấy không? Đập đá đây là biểu hiện của người sau khi đập đá. Em chóng mặt rồi bần thần rồi đó, mặt nhau áo ở không nổi. Em đập nước đá uống chứ không phải đập nước đá kia nghe. Đập đá. Con này mỹ này. Nhưng không? Con này lục ngang bà. Chưa luôn. Nhiều ai biết đâu bỏ bọc lên. 2kg hả? Tả cái rổ của tôi. Nửa ký à? Ủa nửa ký gì vậy hả? Ôi. Nửa ký tôm gì vậy ta? Con này ba mấy con vậy. Ồ, mà cân đủ luôn á. Không ăn gian hả? Cân không ăn gian hả? Đời sống anh nói thì ăn gian. Ăn gian kiếm tiền đập đá. Ăn gian là tội. Tội đó hả? Anh Quang Vinh làm gì anh chỉa cho em vậy anh Quang Vinh? Em nói là ăn gian là tội. Ừ. Có ăn gian vợ không? Có giấu tiền vợ không? Giấu tiền thì có. Nhưng mà ăn gian thì không có. Giấu tiền lấy là phải nhiêu, phải nói nhiêu. Lỗ mũi mà 100g trời. Đâu nhiều xíu à, trừ hao 100g hả? Cho nhiêu cho, ở đây bán tôm miễn phí cho nhiêu không cho cũng được à, cho nó ngàn kìa, dễ chịu lắm. Làm gì nó cầm, nó không muốn cầm. Tôm hôm nay có 2.000 đồng một ký à quý vị khán giả, nó mua nửa ký tôm thì có 1.000 đồng. Nhiêu vậy? Mua thì lấy tiền này đặt cái sâu xạo. Anh đưa bao nhiêu đưa. Hết cái này luôn rồi. Tôm này chứ 50.000 ký à? 75.000. Để làm ngàn thôi. Dư không lấy. Thiếu lấy không? Đồ thiếu không lấy. Đổ mới vậy ta trả 74 nữa lấy không? Sống rất là tình nghĩa không? Phải lao động dựa trên sức lao động của mình để kiếm tiền đập đá. Đúng 75.000 lấy. 74.000 anh.
lấy lại con tôm. Anh câu kỹ ngàn 74 ngàn nha. Lấy lại con tôm. À, anh coi nè, nó mua nó tả có 74 ngàn nha, chiều mà vợ nó nấu vợ là 74 ngàn nha. Để vợ mình nấu với vợ giếm 1 ngàn. Tôi nói thiệt là ổng mua nửa cái tôm tôi lấy ông 75 mà ổng đưa có 74 ngàn. Giếm tôm á. Anh chỉa vô mặt em nè. Quý vị khán giả bây giờ là chuẩn bị sắp 10 phút rồi, Phương Duy sẽ đợi hơn một xíu để cho cái trứng nó chuyển qua đỏ đỏ xíu, chứ mới 10 phút thì nó sẽ lòng đào nó vừa chín tới à. Nhiều người sẽ ăn được, Phương Duy thì thích lòng đào nhưng mà nó lòng đào hơi chín một xíu. Em cũng thích. Em ăn không? Nè. Trả ngàn rồi kìa. Có thiệt 75 ngàn tôi mới lấy chứ 74 ngàn nữa nè. Dùng bà ơi còn đây ngàn nữa nè bà ơi. Bà ơi, mẹ ăn chung ve ơi. Đi, xem đi đi thăm thăm trứng gà với anh. Một phút thôi. Thăm trứng gà. Đây, quý vị các bạn thân, bây giờ Phương Dừa sẽ đi cùng với bạn làm đá xong rồi, cũng vợ tốt ghê, vợ. Còn ngàn nữa. Có ngàn đó, cho anh có ngàn làm được nhiều. Ngàn cũng làm được nhiều. Ngàn nó mới đưa chứ 100 ngàn nó không đưa đâu. Ngàn bị đắt nữa. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay Phương Dừa thử cái món trứng không phải trứng luộc kia này, trứng gì ta, trứng mà để dưới ánh mặt trời, dưới là bây giờ trời nắng là khoảng 37 độ đó, và mình để trong vòng 10 phút đó, thì trứng nó sẽ chín thành lòng đào. Và bữa trước Phương Dừa đã để một lần rồi và hôm nay Phương Dừa để một lần nữa, và Phương Dừa để 8 trứng, và bây giờ Phương Dừa sẽ mời Phong Tôm đi ăn trứng với Phương Dừa, và đây có cái gỗ để lấy. Rồi giờ mọi người tới nha. Nắng quá che được. Để nữa. Ôi bởi. Ủa gì hả? Bởi. Ủa mẹ rồi. Bởi. Ôi. Ôi. Thôi đẩy nó lại. Thôi gì vậy? Nó mất tiêu hết rồi. Ủa gì kỳ vậy? Lỗ kìa. Ê, đúng rồi. Tính con chó nè, gì mẹ ơi. Con chó ăn chắc luôn. Quỷ. Nè. Ôi nó ăn hết rồi nè. Ôi nó ăn dữ đảo lum lum, vụ đạn ăn xong nó tốn kìa. Quẩy. Bây giờ việc sao ăn? Giờ việc ăn cháo. Mày đem cho mày luộc ăn đi. Bữa trước anh để là nó chín á. Con chó nó quất hết luôn rồi. Ở nó sắp lòng đào rồi đó. Ơi thiệt tình luôn. Vậy hấp được không? Ai biết. Chó mất dạy mà. Anh phải chín chín anh mới ăn được. Chó. Tốt đâu rồi. Thế Phương Dừa tính giới thiệu quý vị một cái màn rất là thú vị, là ở chung cho ở chơi con chó luôn đi. Vô. Đi vô. Họ đang ăn hai trứng của mày luôn á. Phương Dừa tính ủa 8 trứng ăn hết luôn rồi trời. Ngoài đó hai trứng đi, hai trứng mới ăn hết luôn. Phương Dừa đến giới thiệu với quý vị một màn luộc trứng lòng đào rất là đặc biệt luôn, mà bây giờ nó ăn hết rồi. Mà để họ chín ăn đi. Hấp luôn đi. Chín rồi đó. Trứng lòng đào đó, chó nó quất rồi. Thì chó ăn thôi, còn nhiêu mà ăn đi. Nè, nó sắp chín luôn rồi nè. Nắng là để nắng sắp chín luôn. Hôm bữa anh để đó là chắc hơn 10 phút quá nó chín đó. Nó để con chó ăn, để một con chó ăn, nói chuyện là chó ăn mẹ. Trả tôi 2 trứng 10 trứng, 8 trứng. Chó nó tốn rồi. Thôi. Bữa khác Phương Dừa sẽ làm thí nghiệm lại cho quý vị xem nha. Hôm nay tôi tự nhiên để 10 phút xong đi lại con chó nó ăn hết trơn. Lỗi vô ai? Lỗi vô ông Phong Cô, ông Phong Tôm. Lo coi nó đập đá, nó xây đá, nó nghiện. Xong bây giờ trở lại ăn hết trơn rồi. Thôi rồi kiếm khác, kiếm trứng khác đền cho anh đi. Có 2 trứng hả? 2 trứng cũng được. 2 trứng vàng luôn. 2 trứng vàng cũng được. Mà để ngồi chợ con chó ta. Đi về đang vợ quýnh. Đúng rồi quý vị khán giả nha, xui quá xui. Và Phương Dừa sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo nha. Chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye khán giả kìa.